Mọi người tiếp tục clip số 2 trong ngày, mình có một số cây sơn trà và bạch chỉ giao lưu đến mọi người. Những cây sơn trà lùng lực thích hợp cho mọi người làm cây bonsai bài thế. Đầu tiên là cây bạch chỉ mã số 1, giá là 220 bao ship. Cây bạch chỉ và sơn trà là dòng cây rất là dễ trồng, tỷ lệ sống sẽ là 100%. Cây có thể phù hợp mọi vùng miền khí hậu. Cây này cao 40, giá chỉ 220 bao ship. Tiếp theo là cây bạch chỉ mã số 2, bạch chỉ mã B2, giá là 380 bao ship. Cụm rừng bạch chỉ, bạch chỉ có quả khi chín có màu vàng cam, quả ăn rất là ngon. Cây này cao hơn 40. Cây bạch chỉ mã B2, giá là 380 bao ship. Tiếp theo là cây sơn trà mã B3. Đây là lá của cây sơn trà. Cây này cao tầm 35, giá 250 bao ship. Cây sơn trà mã B3. Lô sơn trà mã B4 bao gồm 2 phôi, giá 350 bao ship. Phần này lỗ một bên, còn hai thân là mầm sống bình thường. Mọi người có thể đánh lỗ ra làm chơi chơi cây cá lỗ cũng rất là nghệ thuật. Cây cao gần 40, phôi này cao hơn 40. Giá cả lô hai cây là 350 bao ship. Lô sơn trà mã B4. Lô sơn trà mã B5, giá 350 bao ship, bao gồm 2 phôi. Cây cao tầm 35. Giá cả lô 2 cây là 350 bao ship. Lô sơn trà B5. Cây sơn trà B6, giá 350 bao ship. Cây cốt đế rất là hay, chiều cao hơn 40. Cây B6 350 bao ship. Cây sơn trà mã B7, giá 450 bao ship. Cây cốt rất là to. Cây hoành trên 40, chiều cao 50, giá 450 bao ship. Cây sơn trà mã B7. Cây sơn trà mã B8, giá 500 bao ship. Cây cốt rất là to, cây có đế đẹp. Chiều cao tầm 40. Cây sơn trà mã B8, giá 500 bao ship. Tiếp theo là cây sơn trà mã B9, giá 500 bao ship. Cây cao tầm 45. Cây bạch chỉ mã B10, giá 450 bao ship. Cây cao tầm 50. Cụm rừng bạch chỉ mã B10. Cuối cùng trong clip là lô bạch chỉ mã B11, giá 350 bao ship, bao gồm 2 phôi. Phôi này cao hơn 70 và một phôi cao 35. Giá cả lô 2 cây là 350 bao ship. Lô bạch chỉ mã B11.
xin kết thúc clip số 2 tại đây. Mọi người chốt thì liên hệ 0981950182. Đây cũng là số Zalo của mình.